Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 1 năm 2023 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 25. Đồng chí Trần Cầm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tiếp nhận công dân Việt Nam về nước trong đại dịch. Ủy ban kiểm tra Trung ương ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực quyết tâm, quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội trong công tác phòng chống dịch, góp phần kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tiếp nhận công dân Việt Nam về nước trong đại dịch. Tuy nhiên, trong lãnh đạo chỉ đạo, ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban nhân dân thành phố và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong mua sắm, quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư trang thiết bị y tế và tiếp nhận công dân về nước. Những vi phạm khuyết điểm nêu trên đã làm sai lệch chủ trương của đảng và nhà nước, có nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc làm giảm uy tín của cấp ủy và chính quyền thành phố. Xét nội dung tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định, khiển trách Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, cảnh cáo đồng chí Nguyễn Khắc Hiền, khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Trừ Xuân Dũng. Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, tập trung lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, kiểm điểm xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban kiểm tra Trung ương. Thực hiện kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 24 về tiếp tục xem xét, xử lý trách nhiệm một số tổ chức đảng, đảng viên căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ và ban thường vụ Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Mai Tiến Dũng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của tỉnh ủy các tỉnh Bắc Cạn, Bình Thuận, An Giang, Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy. Các đồng chí Ma Thế Quyên, tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Cạn Nguyễn Văn Phong, tỉnh ủy viên, ủy viên ban cán sự đảng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh Bình Thuận. Men Phôn Ly, trưởng ban dân tộc tỉnh, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Ma Thế Quyên, Nguyễn Văn Phong và Men Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban nhân dân tỉnh và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác